Chào tất cả bà con. Người Tây Nguyên xin giới thiệu đến cho bà con một mảnh đất diện tích là 1 hectare rưỡi nhé. Trên đất đã trồng hết toàn bộ là 300 cây sầu riêng. Đấy, đây là đường giữa rẫy của mình nhé. Đấy, trồng sen cà phê. Trên đất đã còn là 1.000 cây cà phê và 300 cây sầu riêng nhé. Điện nước thuận tiện. Vườn sầu riêng của mình là sang năm là bắt đầu là cho thu hoạch chính rồi nhé bà con. Đấy, rất là tiện lợi cho bà con. Đất rất bằng phẳng, quá đẹp. Đấy, vị trí rất là thuận tiện nhé. Cách quốc lộ 26 là chỉ có 6 km thôi. Vị trí thửa đất là thuộc xã E Rong, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Đấy, đất Đắk Lắk thì giá trị nó rất là cao. Đấy, trên đất đã trồng hết là 300 cây sầu riêng rồi. Rất là tuyệt vời. Đấy, quá đẹp nhá bà con. Sang năm đã cho thu hoạch chính rồi. Bà con mua một cái mảnh rẫy này thì nhanh lấy lại vốn nhá. Với giá là 250 triệu một sào. Có thương lượng nhẹ cho bà con. Đấy, 250 triệu một sào nhá. Quá đẹp cho bà con. Bà con mua vào thì rất là như ý nhé. Đất của mình là mặt tiền đường bê tông vào tầng rẫy rồi. Cách quốc lộ 26 đường đi Nha Trang, Đắk Lắk chỉ có là 6 cây số thôi. Mà đường bê tông đã vào tầng rẫy, rất bằng phẳng, dân cư đông đúc, tiền lợi mà giá chỉ có là 250 triệu một sào. Có nguồn thu nhập trên đất rồi. Bà con mua vào là nhanh lấy lại vốn nhé. Sinh lời giá trị rất là cao. Nên là ai có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho số điện thoại 0948 175 438. Gặp Thủy để hướng dẫn cái lô đất này nhé bà con. Đấy, mảnh đất của mình là đường xã thuận tiện. Dân cư thì trồng cây ăn trái, cà phê, sen canh, sen cư. Rất là đẹp, bằng phẳng. Đất Đắk Lắk thì giá trị rất là cao. Nên là bà con mua vào thì yên tâm nhé. Đấy, quá đẹp rồi. Rất là tiện lợi. Đường xã thuận tiện cho bà con. Đấy, ai có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp nhé. Và nhớ đăng ký kênh YouTube cho Người Tây Nguyên để cập nhật những cái mảnh đất nào mà mới nhất nha bà con. Đấy, và nhớ là đăng ký chuông báo để thông báo đến những cái video nào mới nhất nha bà con. Thân ái chào bà con.